Cặp mắt hai mí đẹp tự nhiên, 1 tháng tuổi tại nhà Mai Sa nha các chị ơi. Mai Sa xin chào ạ, chào cả các chị yêu khách hàng của Mai Sa nha. Hiện tại Mai Lisa đang quay cận cảnh một cặp mắt to tròn đẹp long lanh bằng dịch vụ tạo hình mắt hai mí đã được 1 tháng tuổi tại Mai Sa nha. Người thật việc thật luôn, chăm nghe không bằng mắt thấy. Nhiều khi em đưa video nè hoặc là đưa hình ảnh lên thì có thể là các chị bảo Photoshop, còn quay chân thật như thế này là cái hình ảnh chân thật nhất, mình không thể chỉnh sửa ánh sáng dáng mẫu nha các chị. Nên ở trong hình đẹp như thế nào là ở ngoài đẹp thực tế y chang như vậy nha. Và sau khi làm xong thì gương mặt của chị khách hàng này đã trở nên thần thái hơn, long lanh cuốn hút hơn. Tổng thể gương mặt thì nhìn hài hòa, tinh anh, sắc nét, có chiều sâu. Dịch vụ tạo hình mắt hai mí tại Mai Sa đang được ưu đãi lớn lắm luôn các chị. Giá gốc là 9 triệu, các chị chia sẻ livestream này ưu đãi chỉ còn 4,5 triệu thôi. Và dịch vụ này chỉ cần 20 phút thôi. Sau khi làm xong dịch vụ này thì quý khách hàng sẽ sở hữu cho mình một đôi mắt hai mí to tròn, cân đối hai bên, đều và đẹp. Nên chị nào đang gặp phải cái tình trạng mắt một mí, không có mí, mí lót, mí lương, nhiều nếp gấp mí thì sử dụng ngay cho Mai Sa dịch vụ tạo hình mắt hai mí nha các chị yêu nha. Và các chị ơi, bây giờ em sẽ phỏng vấn chị khách hàng này để xem thử là cơ duyên nào mà chị khách hàng này đến Mai Sa để làm dịch vụ nhấn mí tạo hình mắt hai mí nha. Chị ơi, cho em hỏi là cơ duyên nào mà mình biết đến Mai Sa vậy chị? À, chị coi Mai Sa cũng lâu rồi mà chị thấy cái chị gần nhà làm đẹp nên chị đi làm thử. À, rồi mình ấp ủ cái dự định cắt mí bao lâu rồi chị? Chị cũng ham lâu lắm rồi nhưng mà sợ đau với lại sợ làm xong nó bị không đẹp á. Dạ rồi, vậy tại sao mình quyết định chọn Mai Sa vậy chị ha? Tại chị thấy Mai Sa cũng uy tín á. Chị làm da đây thấy cũng đẹp nên chị quyết định chị làm mí luôn. À, là chị làm da rồi mà da mình cải thiện thấy ok, rồi sau đó mình quyết định mình làm mí luôn ha. Rồi mà trước khi làm mí á thì chị có e ngại điều gì không mà đến tận bây giờ chị mới quyết định làm? Trước khi làm thì sợ đau với lại sợ làm xong không có đẹp, tại thấy người ta cắt bị lỗi cũng nhiều á, trời cắt xong nó bị trợn mắt, nhắm mắt không được. Với lại sợ làm xong nó bị sưng bầm nữa. Mà được cái làm xong ai cũng khen. Mà hôm bữa tới giờ làm là 1 tháng rồi mấy à, mà người ta không biết chị làm luôn á. Chị, bây giờ mình nhìn cái nếp mí của mình đã được 1 tháng tuổi rồi, thì với cái đôi mắt này, diện mạo mới này thì chị có thấy hài lòng không? Chị rất là hài lòng luôn. Rồi nếu được cho điểm thì chị cho Mai Sa mấy điểm chị? Bao nhiêu chị cũng cho hết, tại vì chị hài lòng lắm. Chị thích cái mắt lâu lắm rồi nhưng mà sợ nó bị xấu á, không dám làm, nhưng mà làm xong cảm thấy nó hơn cả mong đợi. Rồi với cái kết quả hiện tại nè, so với cái mức chi phí mà mình bỏ ra thì chị thấy là dịch vụ tại nhà Mai Sa có mắc không? Từ da cho tới mí nè. Không, chị tham khảo nhiều chỗ lắm rồi. Mí là chị tham khảo nhiều chỗ rồi, có nhiều chỗ là người ta tư vấn cho chị là 10 mấy triệu luôn á. Nhưng mà chị cũng định làm luôn nhưng mà lại cảm thấy không an toàn. Nhưng mà thấy giá của Mai Sa rẻ, với lại chị làm da làm môi đồ này thấy ok nên thôi chị làm mí luôn. Dạ, vậy em thay mặt Mai Sa em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm dịch vụ của Mai Sa ha. Mắt đẹp là mai mốt nhớ giới thiệu thêm khách cho Mai Sa nha. Em chúc chị là thành công, may mắn và nhiều điều tốt đẹp với diện mạo mới này nha. Và các chị ơi, khi các chị đến với Mai Sa để làm dịch vụ tạo hình mắt hai mí, các chị sẽ được đội ngũ y tá bác sĩ thiết kế một cái nếp mí to tròn, cân đối hài hòa với tổng thể gương mặt nha. Nếp mí của mình nó sẽ không quá to hoặc không quá nhỏ đâu các chị, làm sao nó cân đối hài hòa với tổng thể gương mặt, làm cho gương mặt của mình trông xinh hơn, có điểm nhấn hơn và có chiều sâu hơn. Các chị vẫn sẽ là chính mình nha, nhưng mà chắc chắn là sẽ xinh hơn, đẹp hơn, rồi tự tin hơn, chứ không phải là Mai Sa cắt cho các chị cái mí mà nó size to, bự, sâu tay giống như hot girl hot boy trên mạng đâu. Đường may của Mai Sa thì cực kỳ khéo luôn, cực kỳ mướt mịn và nuột nà, chỉ sẽ được luồn vào trong nha, đóng khóa vết thương hai đầu và không lộ chân chỉ ra ngoài. Đây là công nghệ may dấu chỉ độc quyền của Mai Sa luôn, chắc chắn không để lại sẹo trên da. Đường phẫu cũng chính là cái đường nếp mí của chị sau này luôn nha. Nên các chị yêu mình cứ yên tâm nha các chị. Các chị có thể nhìn thấy hiện trạng của chị khách hàng này 1 tháng tuổi, nhưng mà hầu như trên cái phần mí mắt của chị nó không để lại bất cứ một dấu vết gì hết. Bây giờ còn lại chị còn là một cái đường nếp mí nó to tròn sắc nét, giúp cho đôi mắt của mình nó tinh anh, nó có hồn và đen lay láy luôn nha các chị yêu nha. Các chị
chị ơi, hiện tại thì Melissa đang live stream trực tiếp để các chị mình xem là hiện trạng của một chị khách hàng vừa làm xong tại nhà Melissa, chị mới hơn 1 tháng tuổi thôi các chị mình nha. Và bây giờ thì Melissa sẽ cho các chị mình một số hiện trạng của khách hàng trước khi đến nhà Melissa nha. Như là chị khách hàng này đi, mắt của chị khách hàng này là một mí là không có nếp mí. Đây là mắt, nhìn cặp mắt mình rất là buồn luôn, nhìn nó không có sức sống, không có hồn các chị. Và sau khi chị khách hàng đã làm dịch vụ tạo mắt hai mí của nhà Melissa xong đây, nếp mí đã to rõ hơn nhưng mà nếp mí cực kỳ là tự nhiên luôn. Các chị nhìn thay đổi rất là nhiều luôn, giống như là hai người khác biệt luôn các chị mình nha. Và đây cũng là một chị khách hàng có nếp mí là một mí lót là hai mí không đều nhau. Cái bên mí bên đây nó to hơn, mí bên đây nó nhỏ hơn nè các chị mình nha. Nhìn cái cặp mắt của mình nó không có được hài hòa, nhìn cái gương mặt của mình nó không được sáng. Và chị đã tin tưởng và lựa chọn nhà Melissa để trao cặp mí của mình. Và sau khi chị đã cắt mí tại nhà Melissa sau 7 ngày thôi, 7 ngày thôi đó các chị, mà cái đường nếp mí cực kỳ là đẹp, cực kỳ là tự nhiên luôn. Cái đường nếp mí này và cái mí này nó còn gom lại và đẹp hơn nữa sau 3 đến 6 tháng. Nó chưa ổn định mà nó đã đẹp như vậy rồi nè. Nên là các chị nào còn đang có những cái vấn đề về mắt mình chưa đẹp nè, mắt hai mí không đều nhau, mắt một mí hay là mắt lương, thì các chị hãy nhanh chân đến với cơ sở thẩm mỹ của nhà Melissa để mình được làm đẹp thả ga, không lo về giá các chị mình nha. Chi phí vô cùng ưu đãi luôn, từ 9 triệu đồng Melissa giảm chỉ còn có 4.500.000 đồng thôi. 4.500.000 đồng, một cái chi phí quá là bình dân, ai cũng có thể làm được. Dù cho các chị là người dân văn phòng nè, hay là ở thanh âm thôn, ở thành thị, học sinh, sinh viên gì cũng quá là đơn giản luôn. Giá chỉ có 4.500.000 đồng thôi. Nên là các chị nào có cặp mí chưa đẹp thì các chị hãy nhanh chân đến thẩm mỹ viện nhà Melissa nha. Cắt mí nhà Melissa dù chỉ là tiểu phẫu nhỏ thôi, nhưng mà trước khi đến làm thì các chị sẽ được các đội ngũ y tá, bác sĩ nè thực hiện thăm khám sức khỏe cho mình trước, đo huyết áp nè, test tiểu đường, test tê cho các chị, đảm bảo sau khi đầy đủ những yếu tố về sức khỏe thì y tá, bác sĩ mới thực hiện thiết kế cho các chị mình nha. Sau đó sẽ thiết kế cái size mí phù hợp với từng gương mặt, từng khung xương, từng hốc mắt của từng khách hàng luôn. Và khi mà các chị đã xem qua gương, các chị cảm thấy thật sự hài lòng rồi thì Melissa mới tiến hành làm cho các chị trên cái đường vẽ đó. Với kỹ thuật tiên tiến hiện đại, hạn chế xâm lấn, không sưng, không đau, đường cắt thì vô cùng mà nụt nà luôn, đường may dấu chỉ độc quyền, nên là Melissa làm sao mà đẹp ngay. Chị yêu nào muốn làm đẹp nhưng mà sợ đau nè, sợ phải nghỉ dưỡng thì hãy nhanh chân đến với cơ sở thẩm mỹ của nhà Melissa nha. Làm xong thì đẹp như chị khách hàng này luôn. Nên là các chị nào có đôi mắt mình chưa đẹp thì cứ đến với thẩm mỹ viện nhà Melissa. Melissa sẽ cho các chị một đôi mắt cực kỳ hút, cực kỳ có hồn luôn nha. Và Melissa thì làm mắt với công nghệ đóng khóa vết thương hai đầu. Đội ngũ bác sĩ của nhà Melissa thì có chuyên môn bằng cấp hẳn hoi. Không có chuyện Melissa có bác sĩ danh xưng mặc áo blue lên là làm thành bác sĩ đâu. Nên là các chị mình cứ yên tâm nha. Phòng ốc của nhà Melissa làm thì được vô trùng sát khuẩn chuẩn y khoa. Melissa có 15 chi nhánh cơ sở trên toàn quốc, trải dài từ Bắc vào Nam. Chi nhánh nào được cấp phép giải phẫu thẩm mỹ thì nhà Melissa mới làm nha. Nên là tất cả những cái dịch vụ nè, những như là Melissa đang quay cho các chị mình xem là quay trực tiếp bằng cam thường, chứ Melissa không quay app để các chị nhìn thấy một cái mắt cực kỳ là rõ luôn nha, để các chị nhìn thấy rõ nhất, để các chị có thêm động lực để mình đến với nhà Melissa mình làm đẹp nha. Những chị yêu nào có cặp mắt chưa đẹp thì cứ đến với nhà Melissa nha. Cặp mắt như thế này có vô cùng là tự nhiên không có chị? Làm mới có 1 tháng tuổi thôi mà cặp mắt đã tự nhiên như thế này rồi. Thì cái chị khách hàng này từ 3 tháng còn cái đôi mắt còn gom lại và đẹp hơn nữa. Nên là các chị mình cứ yên tâm đến với nhà Melissa nha. Và các chị ơi, mỗi người thì chỉ có một gương mặt, một cái mặt tiền thôi. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nha các chị. Nên vô cùng quan trọng các chị ơi. Mình làm thì không có làm đại làm đùa được. Mình phải đi những cái nơi uy tín nè, những cái nơi nào mà có thâm niên trong lĩnh vực làm đẹp để mà làm. Tại vì đi làm ở những nơi không uy tín, cơ sở nhỏ nè, toàn những bác sĩ tay ngang vào đời, khoác cái áo blue lên xong đè ra các chị ra làm xong bị hư tiền mất tật mang. Ví dụ như em cho các chị thấy hiện trạng của những chị khách hàng cắt mí lỗi, mà một khi mà các chị cắt lỗi các chị sửa lại cực kỳ khó luôn. Giống như trường hợp này là hai bên cắt nó không đều nhau, đường mí nó không rõ nét, cắt bị dập cái mô của mình, dẫn đến là mắt bị sưng bầm tím tái và đường mí không hề đẹp nha các chị nha. Còn rất nhiều những cái hiện trạng khác, ví dụ như trường hợp này thì cắt cái mí sai quá to và không rõ được cái nếp mí, cắt xong mà nhìn mắt cực kỳ sợ luôn, làm cho mắt của các chị bị trợn, bị nhướng. Còn tại Melissa thì xác định chính xác cái lượng da dư của các chị, cắt xong là mắt các chị phải to, tròn, có hồn hơn và không gặp tình trạng là bị trợn, bị nhướng nha các chị yêu nha. Còn trường hợp thứ ba này là chị khách hàng này cắt xong thì một bên thì nó quá to, còn một bên á thì nó quá nhỏ, nó không đều nhau, dẫn đến là nhìn cặp mắt của mình nó bị
kiểu vô hồn mà đi làm đẹp mà như thế này rồi là tiền mất tật mang nha các chị. Lý do đó thì nên các chị khi mà mình đi chọn cái địa chỉ làm đẹp á, phải lựa những cái chỗ uy tín mà làm. Nắm kẻ có tóc không ai nắm người chọc đầu nha, mình phải biết chọn mặt gửi vàng. Mylisa là thương hiệu lớn với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, là nơi đáng tin cậy để các chị gửi gắm niềm tin và nhan sắc nha. Đối với Mylisa thì giá cả được niêm yết công khai trên toàn bộ các phương tiện truyền thông, không chơi trò báo giá mà dao động nha các chị. Các chị đi chi nhánh nào đều đồng nhất về chất lượng, giá cả, tay nghề chuyên viên và phong cách phục vụ. Sản phẩm thì được Bộ Y tế kiểm tra, kiểm nghiệm, cấp phép lưu hành trên toàn quốc, an toàn, lành tính, hiệu quả nên các chị em mình yên tâm nha. Dịch vụ tạo hình mắt hai mí của Mylisa em xin nhắc lại là 9 triệu đang được ưu đãi, chỉ còn có 4.500.000 đồng thôi. Và tại Mylisa, khi mà các bác làm cho chị á, chị sẽ đặt cái tâm, cái đức để làm cho các chị thật đẹp, nhưng đảm bảo an toàn về sau, hạn chế thấp nhất những cái biến chứng. Trong quá trình làm sẽ đề cao sự khéo léo, cẩn thận và tỉ mỉ để hạn chế sự xâm lấn và tổn thương ở mức thấp nhất luôn. Lượng da dư bao nhiêu là mình lấy đúng bấy nhiêu, không lấy ít hơn cũng không lấy nhiều hơn. Lấy ít thì mắt nó vẫn còn sập sệ, nếp mí nó không rõ. Lấy nhiều hơn thì mắt nó bị nhướng, bị trợn, mà thậm chí là gặp cái tình trạng nhắm mắt không được thì thua luôn nha các chị yêu nha. Nên các chị mình phải lựa chọn cái chỗ uy tín mà làm nha. Và sẵn đây á thì hiện tại Mylisa đang có một cái chương trình cực kỳ lớn luôn, là chương trình 5 phút vàng dành cho toàn bộ các cái sản phẩm của Mylisa, điển hình như là bộ N3 giúp hỗ trợ loại bỏ sắc tố, thâm sạm nám ở trên da đang được ưu đãi còn 2.1 triệu. Bộ B1 dưỡng trắng sáng đồng đều tông màu da ưu đãi còn 1.550.000 đồng. Bộ C1 chăm sóc da cơ bản bao gồm 4 món là tẩy trang, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, ưu đãi còn 999.000 đồng. Bộ B17 hỗ trợ loại bỏ mụn triệt để, ưu đãi còn 1.3 triệu. Bộ S4 làm đầy mô sẹo rỗ đang được ưu đãi còn 2.200.000 đồng. Còn tinh chất dưỡng dài lông mày lông mi MS09 đang được ưu đãi còn 600. Và chị em nào mình muốn tìm hiểu thêm, còn lăn tăn thắc mắc về các cái dịch vụ sản phẩm của Mylisa thì em mời các chị tham gia vào hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng Mylisa nha. Trong đây có gần 300.000 thành viên người thật việc thật, là những chị đã từng bỏ tiền ra để sử dụng sản phẩm dịch vụ tại Mylisa rồi. Thì các chị này sẽ cho các chị những cái lời đánh giá công tâm, những cái phản hồi khách quan nhất. Các chị mình còn thắc mắc nào thì mình cứ để lại bình luận, mình tạo ra bài viết để mình giao lưu học hỏi, chia sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để chúng ta cùng đẹp cùng xinh hơn nha. Và thời lượng livestream thì cũng tương đối dài rồi. Bây giờ em xin chào các chị và Mylisa sẽ tìm nhiều dịch vụ để like cho các chị em cùng xem. Hẹn gặp lại cả nhà ở những livestream tiếp theo ạ.